Chào anh em. Bây giờ thì cái gì cũng phải quay cho rõ mặt. Anh em xác minh uy tín này kia. Đấy, là trên tay mình đây, mình cầm một và rất nhiều tổ bất thân chẳng ràng chim săn mồi mini. Anh em mà chưa biết về cái loài chim này ấy, thì tìm hiểu ngay ở trên Google. Rồi, ok nha anh em. Chim rất là đẹp luôn. Mình đảm bảo với anh em, để tay anh em, chim to, khỏe, đẹp, bao sống 24 giờ, bảo hành, chết, đền. Ok nha anh em. Hôm nay mình đem ra ngoài ánh sáng, ra ngoài trời mình quay cho nó nét. Rõ ràng hơn. Mình xem cho nó đã mắt. Ngày nào mình có cả. Nói chung là giờ là hiện tại nó vào vụ rồi, nên là anh em muốn khi nào là có khi đó. Nếu mà không có thì đợi 1-2 hôm là có liền.